Xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe nghe. Hôm nay thì gia đình mình sẽ ăn cái món anh ba khía. Món ba khía cả nhà, đây là món ăn của miền Tây mình. Và món cá bạc má chiên, muối chiên. Đây, với lại hẹ bông xào. Mời cả nhà cùng vào bếp với mình. Để trộn cái món ba khía này thì trước tiên mình nấu một ấm nước. Mình nước sôi nha cả nhà. Mình chế vô. Đó, mình ngâm đây một chút nó nguội rồi mình mới lật được. Cho nó sạch sẽ. Để chuẩn bị mà mình trộn cái ba khía đó thì cái chanh nè được một trái rồi, bây giờ mình thấy thiếu rồi mình nặng thêm nửa trái nữa, chanh với lại tỏi. Rồi bao nhiêu đây đây, mình cho 4 muỗng đường. Mình đổ chanh vô để mình pha cho nó tan hết rồi mình mới lật ba khía mình để vô. Nếu các bạn mình có muốn xài khốn hay xài me gì đó thì để tùy thích, còn mình chỉ để chanh thôi. Ba khía mình lựa cái con đực gì cả nhà, để cho nó cái thịt nó chắc, mình không ăn con máu. Xong mình lật mấy cái chân đó. Lật sạch mấy cái này rồi mình tách ra từ cánh, từ cái chân nhỏ mình thả vô cái nước chanh đường của mình hồi nãy nha. Mình ngâm ở đây, mình trộn ở đây, nếu mà để có thì giờ để vài ba ngày ăn thì nó rất là ngon, còn mình gấp quá thì mình ăn liền, mà để cũng 2-3 tiếng đồng hồ cho nó thấm một chút. Cái này mình cũng lấy cái phần ấy của nó ra rồi mình cũng để vô luôn. Đó, ngon chưa cả nhà? Đó, mình lật cái chân vậy nè, rút cái chân nó ra vậy đó, để mình ăn, mình cắn nó không có đâm vô cái miệng chứ không có gì hết trơn á. Đây, con ba khía nó ngon quá chừng. Cả nhà thấy không? À, chắc thịt dữ lắm đó. Giờ mình để tỏi vô và mình trộn đều. Trộn đều cho nó thấm. Cá này mình để chiên mặn thì mình để muỗng bột tỏi vô, một muỗng bột ngọt, để một muỗng nước mắm, nửa muỗng thôi, mình để cho nó ít, để nhiều quá nó mặn, nửa muỗng nước mắm canh. Bây giờ thì mình phải trộn đều nó mới được, mình khoa đều nó mới là thấm con cá. Ngon lắm cả nhà ơi. Mình không thể nào xài cái bột tỏi, cái tỏi bầm được, tại vì nó sẽ khét cá. Mình xài tỏi xay, mình xài cái tỏi bột tỏi xay nó thơm ngon lắm này cả nhà. Đây thơm phương phức à.
Xin chào cả nhà. Chào. Bữa nay bữa cơm trưa của hai vợ chồng mình ăn được ba món. Mà cái món chánh của bà xã là món khoái khẩu nhất của bà xã là món bạc chía trộn. Còn món khoái khẩu của mình là cá bạc má chiên, muối chiên chấm nước mắm sống. Và cái món này là chắc ai cũng thích là món bông hẹ xào. Bây giờ mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng mình nha. Mời cả nhà. Giờ mời cả nhà thưởng thức cái món ba khía của mình nè. Nói tôi không phải thử món của bà xã. Ngon quá cả nhà ơi. Chua chua ngọt ngọt, mặn mặn. Mà nếu mà ngon nhất á là cái phần nước. Mình chan cái phần nước nè. Mà cái món này mới có 2-3 tiếng cho em trộn được tới chiều hoặc 1-2 ngày sau đó, hai ngày sau rất là ngon nữa. Cái nước này mới là ngon nè. Ăn hết tô luôn đó cả nhà. Đó. Còn hai con này nữa nè, ăn thử đi. Cả nhà biết không, mình thì hơi bị điệu. Mình cũng chọn nó nhưng mà cả nhà biết là mình để nè, mình không có xé ra. Mình chỉ là lập cái mai thôi. Rồi mình chọn nhưng mà không có chọn nhiều. Mình không có xé càng càng ra để mình làm kiểu hai con cua. Hồi nãy giờ ông xã nó giống như hai con nhện. Chứ hai con nhện. Còn cái phần này đó thấm nè, thấm lâu nè, ngon quá. Dùm năn cái cơm dính với cái nước trộn nè. Cái này mới là đặc sắc mới là ao cơm đó. Ngon quá. Mà nói hai món, món mặt cũng ao cơm đó. Cá chiên mặn, chấm với nước mắm tống nữa. Cá bạc má. Cá bạc má, rồi ba khía. Món nào cũng bắt cơm hết. Ăn gì đó. Ngon quá. Đây nữa. Giờ tôi thấm chậm mà lấy chén này mình dọn. Làm mình khen mình nè. Chan thêm miếng nước nữa. Cái này nếu mà có người nào ăn cay á thì trộn còn ngon nữa. Tỏi ớt nữa là mình chan lên. Mình không ăn cay được. Hơi bị mất cái mùi vị nha. Đó là từ phòng á. Tây cái món bà khía này là không thể thiếu, mỗi nhà cũng có ăn hết, tại vì nó dễ ăn. Thử miếng cá của ông xã. Chấm miếng nước mắm. Nó tươi với thịt. Cá tươi. Thịt như thịt cua vậy ha. Công nhận ngọt ngay luôn. Ngon quá, tính ăn miếng nhỏ rồi giờ ngon quá, ăn miếng bự luôn. Thịt cái dĩa khác à? Dĩa. Thịt cái ngọt ngon quá cả nhà ơi. Từ cái thơm á. Ăn miệng luôn nè. Tâm lắng vào của ông xã luôn. Miếng thịt cái ngọt.
lâu dữ thèm mà chưa có dịp đi mua, bữa nay tự nhiên hai vợ chồng thèm hai món, món ba một món bạc kia với cá bạc lá đi chợ chứ mua gì vậy không à, mấy món ruột không mua à, món ruột nè quá ngon. Rồi bữa nay có một dĩa quýt với lại xoài, xoài rẻ quá cả nhà ơi, 8 lần hơn hết trơn, một ký có mười mấy ngàn. Còn quýt này hôm qua của anh Tổng đem lại cho. Rồi bự dễ sợ ha. Ngon cho lắm, mười mấy ngàn một ký. Quýt của anh bạn đem lại cho. Rồi cái mâm cơm của mình đó, mình bày vẽ vậy á, sự thật ra có 100, 120. Hai vợ chồng ăn nguyên ngày, nhưng mà còn dư ra bà khía ăn mấy ngày sau nữa. Bây giờ thì clip của mình đã dài rồi, mình xin tạm biệt cả nhà. Khi coi clip của mình yêu thích đó, thì các bạn nhớ like, share và đăng ký cho mình nha. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh, và những người đẹp, những người đẹp như mình vậy, phái nữ như mình vậy, chứ không phải những người đẹp như mình, phái nữ như mình vậy, lúc nào cũng xinh đẹp, xinh tươi và trẻ trung mãi nha. Rồi xin chào. Xin chào.